Một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng chửi mẹ con Hồng Phượng quá thâm thúy, nghe tới đâu thấm tới đó. Mới đây, nghệ sĩ Lệ Thủy, một cây đại thụ làng cải lương đã có đăng bài nhận định về drama gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh được nhiều người chia sẻ. Hôm qua, khi xem clip kiểm kê tài sản được tung lên mạng, tôi cảm thấy sốc thật sự. Giọng cười, hãy nghe là giọng cười, đắc thắng, ngạo mạn, khinh bỉ, xem thường và vô cùng mang trợ. Truyền nhân đây sao, giọt máu đây sao, ngọc nữ bolero đây sao, đâu rồi một khuôn mặt đáng thương tội nghiệp của buổi họp báo ngày 16 tháng 6, đâu rồi sự ngây ngô ngờ ngợt của một nạn nhân bị hãm hại, đâu rồi một khuôn mặt đăm chiêu tư lự, em không biết gì hết. Giọt máu còn sót lại, máu ai, cố nghệ sĩ lúc sinh thời với đời đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tính, với nghề, trọn vẹn tâm tài đức, mặc dù không nhét chữ vào miệng người chết, nhưng lại làm một việc tày trời hơn là áp đặt một cách khiên cưỡng những con người vô pháp vô thiên, vô tri vô giác, vô liêm sỉ, vào thân phận một nghệ sĩ tài danh rồi tự khẳng định là ruột thịt, vậy là đang bảo vệ danh dự cho anh ấy hay đang hủy hoại danh dự ấy? Clip hôm qua ai là người sở hữu, tại sao họ không đưa lên mạng sớm hơn để cộng đồng mạng biết rõ sự thật? Mọi người có nghĩ tới điều này hay không? Theo tôi, người sở hữu clip này họ không nỡ dứt tình đoạn nghĩa. Nếu tung clip sớm hơn thì sẽ bảo vệ được danh dự cho họ. Mặt nạ em hiền cháu Thảo sẽ sớm bị lột xuống. Việc mở quán bún bò kế nhà Hồng Loan có thật sự để mưu sinh không? Hay đó chỉ là một vở kịch mang tựa đề khổ nhục kế? Với đống tiền, vàng, đếm hoài không hết được thấy trong clip, nên ra chợ An Đông mở tiệm vàng cạnh tranh với anh Quy Tê, họa may còn có người tin. Tiền trong tủ, trong bao, tiền dưới gầm giường, trong bóp, trong phòng chỗ nào cũng có. Vậy mua miếng đất có hơn 90 triệu phải bán vàng, mượn nợ. Vậy đống vàng trong hộp không lẽ là vàng mã cúng cho âm hồn ngạ quỷ hay sao? Nếu ai tình cờ xem lại những phát biểu trong buổi họp báo ngày 16 tháng 6 và so lại với những lời nói, việc làm của cô ta trong thời gian qua, sẽ thấy tất cả hoàn toàn trái ngược. Trong cuộc họp báo, cô ta dùng chiến thuật khẳng định để buộc tội Hồng Loan, và sau đó cô ta chơi trò phủ nhận để đánh tráo thân phận. Một con người hai nhân cách, nhưng không phải thiện và ác, mà là gian ác và xảo trá, và đó là những gì chúng ta đã nhìn thấy trong suốt thời gian qua. Miền ký ức sẽ không bao giờ được viết tiếp, vì khi nhớ lại giọng cười và lời nói trong clip, tôi đã không còn cảm xúc để nghĩ đến những lời văn trau chuốt mà tôi sẽ viết bằng trái tim và khối óc gửi đến những độc giả của tôi. Với những con người xem thường pháp luật, làm bại hoại đạo đức gia đình, gây ra những điều tiêu cực cho xã hội, tôi sẽ phải dùng lối hành văn nào, ngôn từ nào cho xứng đáng với nhân cách của họ. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Còn rất nhiều độc giả yêu thương tôi, miền ký ức chấm dứt, nhưng tôi vẫn luôn đồng hành cùng quý vị, vẫn tiếp tục viết để đem đến cho quý vị những điều mà quý vị chưa từng biết. Mẹ con Hồng Phượng khoe quán bán bún bò lời 20 triệu mỗi ngày, tiệm bún nổi tiếng nhất Sài Gòn lên tiếng. Mới đây, trên trang Facebook của người có tên Tâm Nguyễn chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh đi ăn bún bò ở quán bún bò Cô Lành, tức quán bún bò của mẹ con Hồng Phượng. Nam thanh niên đã nói chuyện với Hồng Nhung, mẹ ruột Hồng Phượng, thì được nữ nghệ sĩ cho biết rằng mẹ con cô giải nghệ bán bún là điều rất đúng đắn. Tuy chỉ mới bán vài ngày nhưng doanh thu khiến cả nhà vui mừng. Cụ thể, bà Sáu cho biết trước khi Hồng Phượng đi hát các phòng trà chỉ được khoảng 3-4 triệu một đêm, nhưng đêm có đêm không, thu nhập không ổn định lắm. Từ ngày mở quán bún bò, mẹ con bà thu nhập 20-25 triệu mỗi ngày rất đều, cuộc sống được cải thiện hơn. Phượng đổ rằng sáng sớm phải huy động và thuê người làm để nấu quán bún. Nghề bán bún bò bỏ một lời mười, mấy ngày đầu thôi mà thu lợi tiền trăm triệu khiến cả gia đình cô rất phấn chấn. Cô mong sẽ sớm có thêm chi nhánh ở trung tâm thành phố để phục vụ cho những khán giả yêu mến mình. Mới đây, ông A Tý, một người Huế nổi tiếng với nghề bán bún bò gia truyền suốt 70 năm ở Việt Nam, đã bày tỏ quan điểm của mình về câu chuyện của Hồng Phượng. Quán nhà tôi lâu đời nhất Việt Nam về nghề bún bò, đã được nhận huy chương khen về nghề đặc sản do Chủ tịch nước phong tặng, mà tôi còn thua một người mới vào nghề như Hồng Phượng. Quán nhà tôi mở từ 2-3 giờ sáng đến 11-12 giờ đêm, nhưng khâu chuẩn bị phải liên tục bởi một đội ngũ nhà bếp chuyên nghiệp đã làm việc với gia đình tôi từ mấy chục năm qua. Từ việc xay thịt làm mọc, chuẩn bị xương hầm, gia vị, rau củ, hàng ngày tôi chủ yếu xay mọc làm chả, còn việc đứng bán đã có con gái và nhân viên lo. Ông nói, mỗi tô bún của gia đình có giá bình dân từ 30-60 ngàn đồng để ai cũng có thể ăn được. Nổi tiếng đồn lan xa nên quán ngày càng đông khách. Tuy vậy, ông thừa nhận do chất lượng và làm từ cái tâm nên lợi nhuận của ông rất ít, không bằng một nửa số tiền Hồng Phượng công bố. Ông khẳng định chắc nịch, theo những gì quan sát về lượng khách cũng như lượng rau của quán Hồng Phượng, con số lời mà Hồng Phượng đưa ra là nổ, hai là cách tính bị nhầm lẫn, thứ ba là hiếm nhưng có thể, đó là khách ăn tiền bo rất nhiều thì mới có thể đạt lợi nhuận như vậy. Còn đơn thuần nếu nói bán bún mà lời số tiền đó, ông khẳng định 100% là nổ, ông Tý cho hay. Lục đục nội bộ quán bún bò, Cô Lành nghi ngờ bà Sáu Bảo trông tiền bán hàng để đi đánh đề. Mới đây thêm một câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng xôn xao là việc quán bún bò của Hồng Phượng xảy ra lục đục nội bộ. Cô Lành sau khi bán hàng kiểm tra lại tiền thấy bị hụt. Bà này nghi ngờ Sáu Bảo đã trông tiền để đi đánh đề, khiến bà bức xúc.
Trước khi chuyện này xảy ra, bà Sáu Bào đã nổi tiếng là dân chơi có máu chiến trong lĩnh vực đánh tứ sắc và chơi số đề, từng bị nghệ sĩ Vũ Linh tố phá mất 5 căn nhà, nhiều lần bị giang hồ tới tận cửa đòi nợ phải đi cầu cứu anh Năm vì tật cờ bạc. Sáu Bào từng là cô đào nổi tiếng trên sân khấu cải lương thời Hoàng Kim ở các đoàn tỉnh miền Tây và đoàn Huỳnh Long ở Sài Gòn. Năm 2005, khi đoàn giải thể cùng với việc làm ăn thất bại, nghệ sĩ Sáu Bào đã làm mất căn nhà từ đường của gia đình, cũng từ nguyên nhân máu chiến trong cờ bạc. Cố nghệ sĩ Vũ Linh từng chia sẻ rằng, thằng Bảy hại cậu 2 phần thì cô Sáu Nhung hại 11 phần, 5 căn nhà, 1.000 mấy lượng vàng đâu còn nữa đâu. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhắc, đáp lại lời anh, bà đáp, thì đúng rồi, có đứa em gái mà không thương thì biết thương ai bây giờ hả anh Năm? Anh Năm rồi mới tới em Sáu, rồi mới tới thằng Bảy, còn lạ lùng gì mà tiếc rẻ với Hồng Nhung. Trong trích đoạn Tình Cậu có sự tham gia của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại mini show của Hồng Phượng, chia sẻ nửa đùa nửa thật của ông cũng được người xem nhắc lại những ngày qua. Khi cậu Năm nói lẫy, giống ai mà dẻo miệng, Hồng Phượng đã trả lời, giống mẹ mình. Nghe điều này ông lập tức phản ứng, khiến cả khán phòng cười ồ. Thôi nói tới sợ lắm, mỗi lần con nhắc tới mẹ con là da gà cậu nó mọc lên, cậu đã chịu đựng 20 mấy năm rồi còn non nước gì nữa. Con người không biết mượn nợ mà phải đi trả nợ hoài. Thôi nha, bây giờ không còn hát sướng như hồi xưa nữa đâu mà gây nợ. Từ những câu chuyện này, cư dân mạng suy luận rằng việc cô Lành nghi ngờ bà Sáu Bào lấy trộm tiền bán quán để đánh đề là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Do sự tin tưởng nên bà Sáu Bào được tiếp xúc gần nhất với hòm chìa khóa và có cơ hội lớn nhất để trộm tiền. Cô Lành tỏ ra rất bực bội khi công sức bán cả ngày của mình bị trộm chìa mà không biết kẻ đứng sau lưng là ai. Cô tuyên bố sớm muộn cũng tìm ra sự thật. Hồng Loan quậy banh quán bún bò của Hồng Phượng. Mới đây nhất, Hồng Loan đã ghé đến quán bún bò của Hồng Phượng hỏi cho ra lẽ, dám lấy hình ảnh của ba Vũ Linh để làm thương mại mà không hỏi ý kiến của cô. Chắc có lẽ quen với cái thói thích làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Chỉ vì Hồng Loan quá hiền lành nên người trong nhà nghĩ cô khù khờ biết gì đâu mà hỏi. Tất cả đều đã sai lầm, Hồng Loan hiền lành là thật nhưng không phải cái gì cũng có thể lấn tới, muốn làm gì thì làm. Thật ra cô cũng chẳng muốn nói làm gì, muốn giữ hòa khí giữa gia đình nên mới vậy, nhưng đụng đến Ma Linh thì lần này Hồng Loan phải làm cho ra lẽ mới được. Gia đình Hồng Phượng quả thật rất xấu xa, lúc nào cũng nói thương cậu, mà nợ đến đòi thì câm như hến chỉ về Hồng Loan. Cô Sáu phá nát gia sản của gia đình, cũng nhờ Hồng Loan năn nỉ cậu giúp. Dì cũng nhờ vả, đến cả cái nơi nương thân cũng đi nhờ. Vậy mà cậu mất không biết thương Hồng Loan để trả cái công ơn cậu đã giúp quá nhiều, mà còn đi hại còn muốn chiếm gia sản cuối cùng của cậu, đẩy Hồng Loan không nơi nương tựa. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ đến như vậy, càng đẩy thì Hồng Loan lại càng được mọi người yêu mến, được ủng hộ càng nhiều. Vũ Linh rất linh thiêng, luôn độ trì cho đứa con gái duy nhất của mình. Tháng 3 năm 2023, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, Hồng Loan lần đầu lộ diện trước công chúng. Cô là người con được nghệ sĩ Vũ Linh làm giấy khai sinh. Theo tiết lộ của Hồng Loan và một số người thân, sở dĩ lúc sinh thời Vũ Linh giấu kín chuyện có người con gái là Hồng Loan vì không muốn ồn ào thị phi và sự quan tâm quá mức của công chúng. Sau khi lộ diện, Hồng Loan vướng ồn ào mâu thuẫn với Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh và Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh về tiền phúng điếu, hợp đồng truyền thông cho đám tang của cha cô. Trước chia sẻ của Hồng Phượng, Hồng Loan cho biết các khoản chi đều được các thành viên trong gia đình biết rõ. Ngoài ra cô giải thích việc ký hợp đồng truyền thông tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để bảo vệ hình ảnh trong đám tang của cậu mình. Sau đó Hồng Loan bị nghệ sĩ Hồng Nhung khởi kiện ra tòa đòi chia tài sản vào tháng 6. Tại lần làm việc theo triệu tập của tòa án vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Hồng Loan đến tòa và cung cấp lời khai các giấy tờ liên quan đến vụ kiện. Đến ngày 21 tháng 7, phía nguyên đơn là nghệ sĩ Hồng Nhung và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Hồng Phượng đã đến tòa án làm việc, cung cấp giấy tờ đại diện theo ủy quyền và yêu cầu của luật sư. Đến ngày 25 tháng 7, Hồng Loan đã đến Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận làm việc. Theo luật sư của Hồng Loan, cô đã có đơn phản tố gửi đến tòa án. Hồng Loan yêu cầu nghệ sĩ Hồng Nhung và Hồng Phượng di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy mâu thuẫn với Hồng Phượng và nghệ sĩ Hồng Nhung, nhưng Hồng Loan có mối quan hệ thân thiết với hai nghệ sĩ Vũ Luân và Bình Tinh, con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh. Cả ba đang chuẩn bị cho lễ tưởng niệm của nghệ sĩ Vũ Linh diễn ra vào cuối tháng 8 tới. Sau khi xảy ra các ồn ào kiện tụng với Hồng Phượng và Hồng Nhung, Hồng Loan cho biết cô không muốn sự việc này bị đẩy đi quá xa. Hồng Loan khẳng định bản thân cô thấy có lỗi với người cha quá cố của mình là nghệ sĩ Vũ Linh vì để xảy ra những bất hòa trong gia đình. Trước đó khi trả lời phỏng vấn chuyện có hay không việc bán đất chia tài sản cho con cháu người thân của nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan cho biết cô đã có ý định đó. Tuy nhiên sau đó Hồng Loan đã từ bỏ quyết định bán đất vì cho rằng hiện điều này không còn cần thiết. Hiện tại khi mọi chuyện ồn ào tạm lắng xuống, Hồng Loan kinh doanh online để kiếm tiền lo cho gia đình và các con. Nhiều khán giả vì thương cảm cho cuộc sống của Hồng Loan đã ít nhiều chung tay mua hàng để ủng hộ.
Hồng Loan còn cho biết cô dự kiến mở một hàng quán nhỏ trước căn nhà mà cha cô là nghệ sĩ Vũ Linh để lại nhằm kiếm thêm thu nhập. Về căn nhà ở số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Loan khẳng định là nhà thờ tự, cô tuyệt đối không bán vì chứa đựng nhiều kỷ niệm với cha. Mới đây, trong một đoạn ghi âm đang được cư dân mạng lan truyền, cố nghệ sĩ Vũ Linh nói bị con gái Hồng Loan trộm tiền lừa gạt. Nhanh chóng Hồng Loan lên tiếng cho biết số tiền 64 triệu đồng mà ba bàn giao để làm sổ hồng đã được mình dùng để lo liệu giấy tờ, cô khẳng định không giữ một đồng nào. Theo Hồng Loan, cô bị ba hiểu lầm trộm tiền đi hát. Hồng Loan còn cho biết thông tin cô chửi ba là bịa đặt, vì trước giờ ba tôi không sử dụng mạng xã hội nên những thông tin mà ba biết đều được nghe lại từ người khác và không có tính xác thực. Hồng Loan chia sẻ, nhiều khán giả cũng để lại những bình luận trái chiều xoay quanh vụ việc này. Hiện tại Hồng Loan vẫn chưa lên tiếng thêm về sự việc. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ các tài khoản giả mạo cô và nghệ sĩ Vũ Linh nhằm cảnh báo khán giả tránh bị lừa.